Anh Huy, Nam Thư xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Uống Ba La Ra Chữ Gì. Kính thưa quý vị, Uống Ba La Ra Chữ Gì do Đài Truyền Hình Việt Nam thực hiện, được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Uống Ba La Ra Chữ Gì rất mong là mang tới cho quý vị khán giả những phút giây giải trí hết sức là thoải mái và nhiều năng lượng tích cực. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón hai khách mời đầu tiên, đó chính là Lê Nhân và Diễn Viên Hồ Đăng. Cái gì vậy Đăng? Cái gì vậy? Vui quá. Vui quá, vui rồi. Vui quá. Hồ Đăng xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì. Lê Nhân xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang xem chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì. Và bây giờ xin mời hai đội chơi chúng ta về vị trí. Xin mời đội chơi màu trắng về vị trí ạ. Ủa cái gì vậy? Không, không, không. Cái gì vậy? Ủa, bị lộn luôn hả chị? Lộn luôn hả? Chưa gì mà đã thấy đội này vô là muốn cất MC rồi. Rồi, không được nha. Bây giờ chị giới thiệu một đội ra. Xin lỗi hai đứa. À không, ba đứa em luôn. Nhan sắc rất hết. Rung quá à. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với hai người chơi mới. Diễn viên Huỳnh Quý và Nam Vương Cao Xuân Tài. Trời ơi. Người ta ra tới cửa này sao mà ra cái cửa đó vậy? Bởi vì nãy em chấp tay á. Thấy chưa? Đó. Trời ơi thiệt. Trời ơi thiệt. Trời mất gì thiếu vậy? Thiếu luôn. Rồi hai đứa đứng đây luôn cũng được. Rồi xong chưa? Ơi, em với Hữu Đăng xin hát một bài. Hai ba. Sao hay ra dẻ quá. Không mà ít nhất là bên này cũng có cái dẻ để mình ra. Chết rồi. Anh không có cái gì để ra luôn à. Ôi khóc xưa cơn mưa. Ôi thu đâu là chạm đây con nỗi đau. Vậy hả em? Vậy hả? Dạ. Em thấy không sao? Có cái để ra rìa. Ra rìa. Có cái để ra rìa. Rồi bây giờ á, mà hai cái nhân vật đứng kia như vậy vẫn chưa đẹp lắm. Sao vậy? Sao chị? Vậy? Đổi chị qua đây, chị qua đó. Đó. Biết ngay chị tôi mà. Nó đẹp thẳng luôn. Để lung linh quá. Tài ơi, nói đi cưng. Trời ơi sao nhẹ nhàng dữ vậy? Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì. Mình là Cao Xuân Tài. Hôm nay rất là vui khi mà được đến đây để gặp mọi người và trả lời những câu hỏi của chương trình. Lần đầu tiên rất thành quý xin gửi lời chào tới quý MC, quý người chơi và quý vị khán giả của chương trình Ấm Ba La Ra Chữ Gì. Một chào thân thương nhất ạ. Trời ơi, tưởng là ca sĩ lên sân khấu giới thiệu. Lần đầu tiên mình mới xin gửi đến hỏi. Cái thằng bé này em tưởng có cái đám cưới này không quý vị? Cái tinh thần của Ba La Ra Chữ Gì là mình phải có hai đội để chơi. Đó, thì bây giờ mình ráp lại để chơi. Dạ. Nhưng mà chị nghĩ vậy nè, Đăng với lại Nhân á, hai đứa đừng vô một đội. Ủa sao vậy, sao vậy chị? Xu lắm. Sao xu? Sao xu? Ví dụ cái thang điểm về nhan sắc đi. Ở đây là 10 nè, 9 rưỡi nè. Bên mình khoảng dưới trung bình 5-4 à. Nên mình phải cặp một cái bạn này vô để nó khách mời. Nó giật lên không em? Cái này là chị tư vấn từ tâm, từ tim. Cái gì vậy chị? Không tin em được một câu nào. Đằng ơi Đằng. Ồ nữa buồn nữa. Nãy giờ em thấy mọi người làm tổn thương anh Đằng của em nhiều quá. Giờ đây em chữa thương cho anh. Trời ơi. Ủa ơi em. Anh đâu cần. Anh đâu cần. Em hỏi ý em chưa? Anh không anh có cần. Anh đang bị tổn thương mà giờ anh làm tổn thương em đúng hả? Giờ anh hỏi lại em có muốn về đội với anh không? Chắc chắn là không. Không thể nào không về được. Lại đây, lại đây chơi với anh nha. Mời Lê Nhân qua với Cao Xuân Tài luôn. Đó, bây giờ đội hình nè. Vừa đẹp, vừa mà đẹp. Vừa vui nữa. Xin mời hai đội về vị trí của chúng ta. Yeah.